Tình trường thì sao nè? Dạ em trải qua hai mối tình nhưng mà vài tháng à chị ơi. Vài tháng sao vậy, sao ngắn ngủi vậy cưng? Cụ thể là ví dụ giờ cái mối tình gần đây nhất nè là quen được bao lâu? 4-5 tháng. 4-5 tháng. Dạ người ta nói người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ. Trời ơi sao ông nào vô duyên vậy. Rồi mấy mối tình rồi? Chắc 4 á. Mối tình sâu nặng, mối tình mới chia tay đây là chị. Tính của cô ấy con nít á nên cô ấy với lại cô hình như cô cắm em cái sừng. Có cắm em cái sừng nữa. Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và buổi trưa ngày hôm nay thì Cát Tường đang ghi hình tại phim trường MCV Complex. Và mọi người ơi, đang nghe một cái mùi rất là thơm, giống như ai đó đang chế biến đồ ăn. Vậy thì cặp đôi ngày hôm nay có điều gì lạ để chia sẻ cùng với quý vị? Chúng ta sẽ tiến vào tiếp cận anh chàng đứng đằng kia quý vị nha. Wow, hello hello. Rồi, chào bạn trai, mình đang làm gì đó? Dạ, em chào chị, em đang chiên đậu hũ vậy. Mình làm món gì vậy? Dạ, em làm món là hủ tiếu xào chay á. Lý do tại sao hôm nay đến cái chương trình hẹn hò mà mình lại làm món hủ tiếu xào chay, nó có ý nghĩa gì không em? Tại vì hàng ngày thì em ăn chay trường. Nếu mà nói ăn chay mà trường thì được hơn 2 tháng. À, ngày hôm nay thì em làm món này để lát mời bạn gái đúng không? Dạ đúng rồi chị. À, có cái gì muốn thông điệp gì muốn gửi bạn gái không? Có thông điệp gửi bạn gái là cuộc sống thì lúc nào nó cũng khó khăn, áp lực. Đôi khi mình về mình làm xong công việc mình về mình ăn một cái món ăn cho đích thân mình nấu mà không có sự oán giận của chúng sinh thì trong thân tâm mình sẽ an lạc hơn. Nhưng mà giờ rủi như bạn gái của mình không chưa chắc gì nó muốn ăn chay thì em nghĩ như thế nào? Thì cái đó thì tùy thuộc vào thời gian thì em sẽ thuyết phục thôi. Đừng có lát cưng nhắc, đừng áp đặt bạn gái nha. Dạ đúng rồi, em đâu có áp đặt mọi người. Mình ăn là chuyện của mình, còn người ta không ăn được thôi nha. Dạ. Rồi bây giờ chị Tường sẽ chờ đợi món ăn của em để mà dành tặng cho bạn gái hôm nay như thế nào nhé. Dạ em đang nấu món cơm súp đậu hũ với sốt cà chua và luộc rau hả chị? Ủa sao nguyên liệu này sao quen vậy? Ăn chay chị ơi. Ủa ăn chay hả? Dạ. Sao tự nhiên bữa nay ăn chay? Dạ tại em đọc Phật nên á hả, thường mùng 1 hay với lại 30 rằm rồi. Rồi nói chung là cũng người biết ăn chay. À, hôm nay là mình làm cũng là đồ chay và cũng tàu hũ cà chua với rau. Rồi thôi chúc em thực hiện món ăn thật là ngon miệng. Ủa món ăn này lát nữa mời bạn trai phải không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Xin mời quý vị theo dõi màn trao đổi món ăn ngày hôm nay quý vị nha. Đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay rất đặc biệt quý vị nha. Rồi mời em gái vào. Em trai qua cái nữa. Rồi mời vô. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra nha. Dạ em cảm ơn chị. Ok. Chị Cát Tường. Ok, chào em gái. Chào chị. Rồi, được không cơm, được không em trai? Tự lực cánh sinh đi, không có... Cái mặt nạ mình giải quyết không nổi, sao mình kiếm vợ được. Rồi, bây giờ hai bạn về vị trí rồi. Mình sẽ giới thiệu thật lớn, to, rõ ha. Em trai giới thiệu trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào
Bạn gái ở phía đối diện, em tên là Lê Văn Hòa, em năm nay 26. 26, sinh năm nhiêu? 94. Em quê ở Thanh Hóa, ba mẹ thì đang ở Đồng Nai. Hiện tại em đang là kỹ sư xây dựng về mảng quản lý thi công. Hiện tại em đang công tác tại Bình Dương. Bình Dương ở khúc nào? Dạ, Nam Tân Nguyên. Vậy là ở Bình Dương là mình ở công trình luôn, mình ở nhà thuê hay là mình ở nhà của công ty? Dạ, công ty thuê. Là ở đó lâu không hay là mình làm hết công trình đó mình lại đi hay là ổn định ở đó luôn? Dạ, mình làm theo dự án chị. Có nghĩa là công trình có thể 1 năm, 2 năm hoặc là 6 tháng gì đó. Còn công ty chính là nằm ở đâu? Công ty chính nằm ở 14 Lam Sơn, phường 6, quận Bình Thạnh. À, vậy có khi là cũng có thể, nhiều khi mai mốt về Sài Gòn làm cũng có thể nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi em gái. Dạ chào chị, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, em năm nay 27 tuổi. Là 93. Dạ 93. À. Dạ. Có bạn trai nhỏ hơn tuổi được không? Dạ cũng được miễn chỉnh chạc là được. Dạ, trời, ta là kỹ sư mà. Dạ. Rồi, tiếp. Dạ em làm nhân viên văn phòng chị ở quận 7. Quận 7, quê mình ở đâu cơ? Dạ quê ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, luôn. Quận 7 luôn. Rồi từ chỗ em làm á đi. Dạ. Chạy lên đây mất bao xa? Thì cuối tuần em hay lên quận 7 làm từ thiện khoảng tiếng rưỡi á. Thật ra cũng gần, Bình Dương nó cũng đắp danh ha. À, có quen nhau thì cũng có cơ hội tuần gặp nhau một hai lần tìm hiểu cũng được, rồi mình rút ngắn cái thời gian quen nhau lại. Nhưng mà thí dụ nguyện vọng mình là muốn khi nào kết hôn? Dạ 1 đến 2 năm á chị. 1, 2 năm. Còn em? Em thì không có đặt ra thời gian, khi nào cảm thấy ok. Đúng người, đúng thời điểm. Đúng ha. Người, đúng thời điểm. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là em tự lập từ nhỏ. Good. Em hòa đồng, em thích nghi mọi môi trường. Còn điểm yếu chắc là em hơi nóng tính tại làm ngoài công trường á. Còn em gái thì điểm mạnh, điểm yếu mình sao? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, thật thà với lại hay giúp người. Còn điểm yếu của em là cũng nóng tính với lại làm áp lực nhiều quá là quạo chị. Tình trường thì sao nè? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà vài tháng à chị ơi. Vài tháng sao vậy? Sao ngắn ngủi vậy cưng? Cụ thể là ví dụ giờ cái mối tình gần đây nhất nào là quen được bao lâu? 4-5 tháng. 4-5 tháng. Dạ. Người ta nói người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ. Người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ. Trời ơi sao ông nào vô duyên vậy? Rồi còn cái mối tình trước? Tình trước quen là người ta nói không hợp tính cách vậy thôi. Ờ, tình trước quen được mấy tháng? Cũng 2 tháng đó. Là toàn người ta nói chia tay không à? Tội nghiệp em bé của tôi ghê không? Cái gì đâu mà hai đàn người đàn ông phủ phàng ra đời đầu đời của người ta vậy. Mà cũng không có gì phải tổn thương với mấy chuyện đó. Cái duyên nó không phải của mình. Nhiều khi họ đi mà để cho cái người sau họ đến họ tốt hơn, họ sẽ lo cho mình. Thương quá, xúc động sắp khóc rồi kìa. Bởi vậy hai ông nội nào ác ghê vậy đó, ông không hợp tính cách. Còn ông không quên được người cũ thì thôi đừng có bộ. Quên người cũ đi cua người ta làm chi vậy. Nghe nghe chuyện của bạn gái thấy sao không? Nghe thì thấy cũng hơi xót thương. Xót thương. Xót thương. Rồi có người yêu cũ gì không? Không, em tính cách của em rất là thẳng thắn. Khi chia tay là em là không có liên lạc gì em luôn. Coi như là hai người dưng. Rồi, mấy mối tình rồi? Chắc 4 á. Mối tình sâu nặng, mối tình mới chia tay đây là chị. Hình như quen được gần 5. Rồi sao chia tay? Do em đi làm ở Hóc Môn, cô ấy là sinh viên. Tính của cô ấy con nít đó. Nên cô ấy với lại cô ấy, hình như cô cắm em cái sừng. Có cắm em cái sừng nữa? Dạ. Trời ơi. Có cắm không mà hình như là sao? Cắm là cắm mà không cắm là không cắm. Mà cái mối tình đó ai nói chia tay? Hai người có dành thời gian cho nhau 2 tuần để suy nghĩ. Xong đó em đi làm kiểu như công việc của em nhiều quá đó. Em không nhắn tin hỏi hai người. Sau hết 2 tuần thì em lên tới phòng trọ thì em thấy cô ấy đi chơi với một người em trai. Thì em nghĩ là nếu mà quen, chia tay xong mà quen thì chắc chắn hai người đã tìm hiểu lâu rồi, cũng không giải quyết được gì, rồi lặng lẽ thôi. Cũng chưa chắc em ơi, nhiều khi chia tay em tháng ta buồn ta khóc đúng tháng. Cái bữa đó ta hết khóc bước ra đường có cái anh kia cái người ta vô luôn. Rồi cái tự nhiên em tới em thấy ngay lúc đó. Chưa gì mình nói người ta quen cắm sừng mình. Thì em mới nói là hình như hình thôi. Hình như thôi phải dạ. Không? Ờ hình như. Thì mình rút được kinh nghiệm gì không? Mối tình này thì chắc rút kinh nghiệm là có việc gì thì mình giải quyết luôn. Có việc gì giải quyết luôn là sao? Có nghĩa là xảy ra mâu thuẫn gì mình giải quyết ngay tại đó luôn. À. Chắc có lẽ là do em im lặng 2 tuần á. Đúng rồi. Nên kiểu như con gái. Đàn ông là cái gì phải rõ ràng, dứt khoát, mạnh mẽ. Cứ im thì người ta khó chịu lắm. Phụ nữ là sao cũng được, yes or no, nó rõ ràng. Thì con gái mà người ta, mình cũng không trách người ta là trẻ con được. Vì phụ nữ ai cũng vậy, như chị mà chị yêu chị cũng trẻ con à. Tình yêu mà không có tuổi tác đâu, bao nhiêu tuổi cũng trẻ con như thường. Thế thì em đã có thời gian, em đã sẵn sàng cho một cái cuộc tình để mà mình có dành thời gian quan tâm chăm sóc đến họ không?
Em nghĩ thì có, tại vì không ai hay bận hết 24 tiếng hết. Đúng rồi. Một ngày có 8 tiếng thì 8 tiếng làm việc và 8 tiếng nghỉ ngơi, thì cái thời gian nghỉ ngơi đó thì mình sẽ dành thời gian để hỏi thăm. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em từ xưa tới giờ em không có đặt hình mẫu. Có cảm xúc thì em sẽ tiến tới. Ừ. Thế còn em, mình có tiêu chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai là trước tiên là tôn trọng mình, thứ hai là tin tưởng, thứ ba là biết chia sẻ công việc nhà với mình, quan tâm, lo lắng, có trách nhiệm với gia đình vậy thôi. Rồi, thế về ngoại hình có nhu cầu gì không? Dạ không, chỉ tròn tròn thôi, tròn tròn và cao hơn em. Tròn tròn cao hơn em cao mét mấy? Dạ 1m64. Trời ơi, cao dữ vậy đó hả? Cưng cao mét mấy cưng? Dạ 1m7. Rồi cũng được, may quá, hết hồn, nhỏ cao 1m64. Cho chị mượn tấm hình coi nè. Dạ chị, em gửi chị. Rồi kiếm đi, ảnh cao 1m7. Một mét sáu bốn, trời ơi, ngồi không mà sao biết, cho ảnh một cái đặc điểm nhận dạng coi. Ui. Anh nào? Anh này. Anh đang mất kiến đó hả? Lý do sao đón anh đó? À, anh đó nói cao 1m7 nên em nghĩ anh này. Rồi, ráng nó đi, đợi đi, có phải anh đó hôn. Tìm ra cổ không em? Cổ này không chị? Đâu? Đây nè. Nhỏ quá chị cũng không thấy nữa. Mời hai bạn ha, nhìn vào cái cửa trái tim này coi. Hôm nay cảm nhận mình đúng không là mình so nha. Có nhiều người nhìn hình mà nhìn ngoài luôn vẫn chưa biết ai luôn. Thiệt. Mời hai em. Rồi mình chào nhau đi nè. Chào em. Chào anh. Nhìn là đây ơi. Đâu? Đây nè. Vừa mới nói có nhiều người nhìn hình mình chưa đoán đúng. Đứng lên hỏi cổ. Em ơi em là ai? Em ơi, à đây. Em thấy rồi, Ôi, rồi ngồi xuống, phạt. Hồi tôi phạt cho coi. Em đoán đúng chưa? Dạ không, em đoán sai. Em đoán anh này nhưng mà là anh này. Hai người ta bé. Nhưng mà em tội nặng hơn. Là em nhìn hình rồi mà em còn chưa chỉ đúng nữa. Nè, gặp tặng quà đi nè. Tới đây anh có hai món quà. Thứ nhất là món quà to, món quà nhỏ. Đâu? Nào cái này to hay nhỏ? Em là to rồi nè. Ôi ơi. Còn đây là món quà nhỏ anh tặng em rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi anh. Rồi anh cảm ơn em nha. Món quà này to hay nhỏ? Dạ to hơn món này chị. Rồi ngồi xuống đi. Anh tặng món nhỏ thì lấy, anh tặng món to lấy không? Để tìm hiểu nè. Thôi mở quà, quà xem đi chứ, hai đứa mở quà đi. Đó, nó có ý nghĩa gì? Rồi quà của bạn gái trước nè. Thì nó là em làm. Trời ơi. Rồi, chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật đâu sinh nhật? Alo. Chúc mừng Giáng sinh chị. Rồi đọc lên coi những gì trọng. Chúc anh Giáng sinh này vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. Merry Christmas. Rồi cái này là cái gì em? Dạ quyển album đó. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là hai đứa nếu đến trực với nhau sẽ có những cái khung hình đẹp. Chúc anh động. Được không? Rồi món quà của ảnh có ý nghĩa gì? Là cái son. Thì mỗi lần em đi làm em tô son nhớ tới anh thôi. Ồ. Mỗi lần em đi làm em tô son cho mấy anh kia nhìn. Đúng không cưng? Muốn nghĩ sao cũng được hết trơn á. Rồi bây giờ mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn như thế nào? Em thấy hồi hộp quá. Tại lâu rồi chưa nhìn con gái đối diện mặt luôn. Vậy hả? Vậy là có điện rồi. Còn em? Dạ em cũng thấy rung. Rung, vậy là tín hiệu mừng. Được rồi, bây giờ để cho hai bạn đỡ hồi hộp, đỡ rung thì Tường sẽ tạo không gian cho hai bạn trò chuyện với nhau, nó thân mật hơn một xíu để mình có cái thời gian riêng tư. Còn một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, bây giờ bình thường thì chương trình sẽ chuẩn bị những món ăn dành cho hai bạn, nhưng hôm nay xin giới thiệu cho hai bạn một điều bất ngờ. Đây là món ăn mà hai bạn đã làm và dành cho nhau. Em cảm nhận như thế nào? Ngày hôm nay là có bạn gái nấu thì đương nhiên sẽ là vui và hạnh phúc rồi. Ừ. Nhưng mà quan trọng là cái món ăn nữa. Dạ. Dù ngon hay dở nhưng vẫn ngon. Nhưng mà em ăn chay trường. Thì cái này là chay trường, cái này là chay mà chị. Sao em không ngạc nhiên tại sao người ta làm đồ chay cho em ăn à? Sao tao biết em ăn chay trường? Ồ tại sao em biết em ăn chay trường nha?
Em có ăn chay không? Dạ có, em cũng đạo Phật và em cũng hay ăn chay vào ngày rằm với lại mùng 1. À, anh thì anh đi làm anh ăn chay 2 buổi, buổi sáng và buổi tối. Còn buổi trưa là do gần công trình không có bán đồ chay nên em phải ăn mặn. Sao hồi nãy tôi hỏi ông Lam ăn chay trường, bây giờ ông Lam buổi trưa ông ăn mặn? Hàng ngày thì em ăn chay trường. Nếu mà nói ăn chay mà trường thì được hơn 2 tháng. Thì do buổi trưa nên không có chỗ bán. Nếu mà có chỗ bán thì em sẽ đi ăn. Thì mình tự bới cơm theo ở nhà ăn, sáng sớm ngủ dậy bới cơm với rau luộc với tàu hũ chiên. Không, tàu hũ luộc đem theo ăn. Trời, em không có nấu. Vậy mà gọi là ăn chay trường, cái đó gọi là ăn chay đụng ông nội. Đụng đâu ăn đó, hợp ghê. Mời hai bạn trò chuyện với nhau, tôi đi đây. Ủa mà em làm cái gì? Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng, là về hợp đồng với lại lưu trữ văn thư nữa. Ủa thời gian rảnh em hay làm gì ta? Thời gian rảnh là em hay đi làm việc nhà với đi dạo hoặc là đọc sách này nọ. Ừ, nãy em có nghe là nhà em ở quận 7. Dạ. Mà anh cuối tuần anh cũng hay lên quận 7 làm từ thiện á. Em biết cao ốc Phú Long không? Dạ không. Không à? Anh nấu, anh tham gia đó cũng được hơn gần 3 năm rồi. Dạ, nhưng mà anh tham gia cái gì á? Có nghĩa là nấu cơm á, xong rồi đi vô hồ, xong đi phát cơm từ thiện ở các bệnh viện á. À, em cũng muốn đi dạng đó. Muốn đi không? Ừ. Để khi nào có dịp anh dắt đi. Ừ. Em tập thể dục không? Có. Có. Nhưng mà chút chút rồi. Hãy xin tập thể dục đi. Dạ. Tại em đi bộ nhiều lắm, em thích đi bộ. Sao em ăn nó muốn nó anh thấy sao? Dạ. Ăn được không? Được, ngon. Còn ăn ăn có món của em. Như thế nào? Cái này cũng được á. Ủa, anh thấy là nhân viên văn phòng thường có con trai nhiều lắm mà ta. Dạ, nhưng mà người ta có gia đình hết rồi anh. Đâu giống như anh đâu, anh đi làm toàn là mấy anh lớn tuổi rồi. Môi trường không có con gái nên anh mới ế thôi. Nên anh mới ế thôi. Em biết nấu ăn không? Dạ biết, em biết nấu sơ sơ. Sơ sơ hả? Với lại em thích nấu ăn nhưng mà nấu mọi người ăn thì nhận xét là không có ngon lắm. Tại vì em nấu hợp với khẩu vị của em mà. Đúng rồi. Ừ. Không sao, mình nấu là được rồi. Ừ. Anh cũng thích nấu ăn nhưng mà lâu anh không nấu. Hai hai bên làm vừa khẩu vị nhau không? Ăn nhiệt tình ghê ha. Đúng ý luôn ha. Đúng ý ghê vậy đó. Ngon không? Ngon nhưng mà hơi lạc. Chai ăn lạc lạc thôi cho thanh tịnh. Không, do không có nước tương. À, đòi hỏi quá à, kè nước tương mà sao không chia cho ảnh. Em tưởng mình đó cũng có cho anh đó. Ăn nhiệt tình ghê vậy. Hai đứa đói lắm hay sao không biết. Thiệt luôn á. Hồi nãy giờ lo ăn không hả? Có chia sẻ được gì chưa? Rồi chừng nào hẹn hò nhau làm sao? Có kế hoạch chưa? Dạ có, cuối tuần thứ bảy ở chủ nhật khi mà có từ thiện rồi á chị. Không. Sao? Hứng là em lên thôi. Hứng là thân thôi. Nhưng mà tùy thuộc công việc nữa. Nếu mà công việc mà nó nhàn thì em mới lên. Còn như mà nó bận quá thì chỉ có cuối tuần. À, trời ơi khổ tâm vậy. Ông đói 8 kiếp ông chưa được ăn cái gì á. À, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với dì. Vậy hả? Em trai có đi với người thân không? Dạ không. Không phải không? Rồi giờ mời mẹ vô nha. Dạ mời hai mẹ vô ạ. Dạ, mời hai cô. Dạ, mời hai cô đứng đây. Dạ, dạ em chào hai bác. Dạ, ai là mẹ ạ? À? Dạ, đây là mẹ. Còn gì mà chị hay là em? Dạ. Em. Em của mẹ. Mẹ năm nay là nhiêu tuổi mẹ? Dạ, 65. 65, còn gì? Dì 62. 62. Rồi, hai vậy em y chang nhau ha, mà cũng xinh xem nhìn cũng như nhau vậy đó. Bác thấy cháu trai này như thế nào ạ? Thấy cũng được. Ngoại hình thì cũng coi được, nhưng mà còn tính cách thì có đồng thời lâu dài lâu dài. Dạ. Mình biết được chứ mình mới nhận dữ liệu thì cũng chưa biết được. Dạ. Và còn tùy duyên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà mình có mong muốn có cái tiêu chuẩn tìm cái con rể tương lai như thế nào không ha bác ha? Thì mong muốn là con dễ, con rể là phải biết chăm lo gia đình, sự nghiệp. Dì có câu hỏi gì hỏi cháu rể tương lai không dì? Dì chỉ hỏi chứ cháu là làm cái công việc của cháu thì nó có bận lắm hay không? À, nó có ổn định không? Dạ, tại nghề của con là chỉ bận khi là công trình làm móng đã lên được phần thô
đến vào giai đoạn phần hoàn thiện thì con sẽ nhàn hơn. Tại con đổ bê tông liên tục, mà đổ bê tông không có giám sát kỹ sư thì ở đó người ta sẽ làm sai lúc đó. Nhưng mà ý gì hỏi là cái công việc em có ổn định không? Dạ, ổn định. Gia đình cha mẹ anh em đông không? Dạ, gia đình con, anh chị em có 6, có 4 người. 4 người, mấy trai mấy gái có gia đình hết chưa? Dạ, 3 trai, 1 gái. Mấy anh chị thì có gia đình và ở riêng hết. Nhà chỉ còn mình con, mà mẹ kêu là cưới đi, mà con chưa có. Con chưa có. Rồi, tôi hy vọng ngày hôm nay coi mình có bắt đầu một cái mối quan hệ mới ha. Rồi thôi giờ xin phép hai mẹ đi, nếu mà có cơ hội mà được là làm quen, được quen biết với con gái thì là mình xin phép được tới lui thăm hỏi để mà mình tìm hiểu. Dạ, nếu mà được hai bác đồng ý cho con hẹn hò với... Đó, em quên tên kìa. Dạ, em tên Tuyền. Bạn Tuyền thì... Con xin phép hai bác. Con xin phép hai bác tạo điều kiện, tạo điều kiện cho con được Tuyền có thời gian tìm hiểu nhau. Rồi, dạ, cảm ơn. Đồng ý ha. Dạ, con cảm ơn bác, cảm ơn dì nha. Chúc bác cái gì nhiều sức khỏe. Rồi, để cho đôi trẻ tiếp tục tìm hiểu nhau xíu nữa. Dạ. Rồi. Bây giờ chơi cái game show này nè. Hồi nãy giờ mình nhìn kỹ bạn gái rồi phải không? Cho nhìn kỹ lại một lần nữa đó. Em gái đứng lên, đứng lên, đứng lên đây. Em gái đứng lên đây. Cho nhìn thôi chứ không được sờ vào hiện vật, nhìn cho kỹ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ chơi một cái game show bịt mắt bắt dê, ủa quên, bịt mắt tìm người. Bây giờ chị sẽ bịt mắt em lại. Chị sẽ để ra đây một dàn những mỹ nữ, cho em rờ tay từng người và em đoán đâu là cô gái này. Dạ. Mình nắm tay trúng cô nào thì mình sẽ tỏ tình với cô đó. Rồi xong mở mắt ra tính tiếp. Dạ. Được chưa? Dạ. Mà trước tiên hỏi bữa nay cô gái này thích không? Hợp gu, hợp ý mình không? Muốn tìm hiểu không? Dạ muốn. Rồi ráng nhìn đi, nhìn đôi tay đi. Nhìn nha. Dạ. Rồi. Một cô, hai cô, ba cô, bốn cô, năm cô. Nhỏ xỉu à. Đi, đứng lên theo chị Tường. Tất cả các cô gái xòe tay ra phía trước. Lễ hội trao tay bắt đầu. Đầu tiên, con trai á có quyền cầm hai tay để cảm nhận cho kỹ. Cứ rờ hết ba người chưa, mới rờ có một người hà. Rồi, cô kế bên. Ủa sao hai tay là người ta đưa hai cánh tay luôn, mình nắm cánh thôi. Rồi cô bên này. Không phải luôn. Có nhận chứ có dây chuyền, không phải luôn. Sao không tay dài quá? Đây, còn tay nữa, bốn tay. Hồi nãy em thấy có ba tay à? Ừ, thì chị mới có tay, nãy tay của chị Tường. Như là tay này đúng không chị? Nhanh nè, chốt nè. Này. Rồi, tỏ tình đi. Có được gỡ đâu không chị? Không, tỏ tình xong mới gỡ. Em ơi. Em tên gì? Em tên Tuyền. Ờ, em Tuyền ơi. Em Tuyền ơi, xe của anh luôn chừa một yên sau. Đời của mình hạnh phúc khi có nhau. Xe của anh luôn chờ yên sau. Mình chống yên sau. Mình chống yên sau. Đời của mình hạnh phúc khi có nhau. Được không vậy? Được. Em đồng ý không em? Hình như không phải rồi. Hình như không phải rồi. Rồi tháo đi. Nhầm là nhầm chị ơi. Giờ sao? Giờ sao ai biết, hai đứa thương lượng nhau đi. Giờ nhầm, sao giờ? Nhầm rồi sao ta? Nhưng mà sao cuối cùng cũng chọn? Không, tại em thấy tay kia nó mềm. Mềm, tay này cũng mềm. Ừ. Mà chị thấy em mà rồi. Mà tay này tự nhiên có cái nhẫn. Nhẫn có đâu hộp, nhẫn? Có nhẫn cái hộp. Nhẫn hộp là tay tôi. Ủa chả chị ạ? Tôi đã nói tay tôi rồi. Bây giờ em có tha thứ không? Hay phải phạt? Giờ phạt đi. Phạt chị đi, giờ phạt gì em cho hình phạt đi. Tỏ tình lộn người nguy hiểm lắm. Anh nói hít đất đi chị. Hít đất đi, lâu quá cái trò chơi hít đất tôi bỏ quên nè. Hít đất, được không? Cái gì? Anh hỏi cổ, cổ phạt mà. 20. 20. 20, nhỏ này ác hơn tôi tưởng. Không sao, em có tập thể dục. Ra trước này, hít đất cho tôi 20 cái. 1, đếm đi cưng. 2, 3,
4 5 6 7 8 được ha, 9, có sức khỏe ghê. 10, khỏe má ơi, khỏe. 12 được, 13 cái này gã được. 14 15 có chuyện gì á, ổng con mình chạy kịp. 17 18 19 ổng vợ đi đẻ. 20 rồi về chỗ. Sao có hận thù gì ai không? Không, lỗi mình làm mình chịu chứ, phải không? Dạ. Chơi cũng chịu. Ổn không, ổn không? Ổn chị. À, rồi đem mắt kiến vô đây nè, đẹp trai lại cái để tới đoạn cầu hôn nè. Đó thôi, bây giờ cảm nhận của các bạn hiện tại như thế nào, à, cảm nhận về đối phương như thế nào. Thôi cho em gái nói trước đi cho nó thở một chút cưng. Mời em gái. Dạ, đến đây cũng là một cái duyên để gặp gỡ rồi. À, em mong là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Em thở cái gì? Thấy chưa? Không nói kịp đâu. Mấy gái có mấy lúng đồng tiền dễ thương lắm nha. Đó. Anh không biết là em có tin kiếp trước không, nhưng mà do mình gieo một cái nhân lành thì ngày hôm nay mình đã đủ duyên để gặp nhau. Còn cái quả về sau là do em và anh mình có nợ với nhau hay không nữa. Thì trước mắt là anh không có hứa hẹn gì hết. Anh chỉ có biết là ngày hôm nay anh vẫn sống, vẫn thở thì anh sẽ cố gắng tất cả vì em thôi, tất cả vì em thôi. Vì nhau mà tất cả. Sống hôm nay là được rồi, ngày mai tính chuyện ngày mai. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ cho kỹ nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý hẹn hò, bấm nút. Không đồng ý có quyền lấy tay ra. Ok, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Nãy phải chị tỏ tình tay chị Tường mới vui. Nãy Tường tháo nhẫn ra dám tỏ tình với chị Tường lắm à. Rồi qua đây cho em. Hai đứa dễ thương lắm. Cho anh nắm tay nha. Dạ. Đây gửi tặng em gái món quà. Dạ. Của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ xin phép bạn, xin phép hai mẹ ngồi dưới kia. À, hôn em Tuyền một cái làm kỷ niệm nhân ngày đầu tiên mình gặp nhau. Dạ, con xin phép hai bác cho con kiss bạn Tuyền một cái. Dạ được không ạ? Rồi, rồi, đồng ý. Dạ, anh được. Anh đâu, anh đâu? Anh muốn đâu cục trên đầu nha. Trên đầu à? Má. Rồi. Chúc cho hai bạn ha, phải dành thời gian để mà tìm hiểu, quan tâm nhau, yêu thương nhau, và hy vọng sẽ có những cái tin vui gì đó cho gia đình hai bên cũng được vui, chương trình cũng được vui lây nha. Chúc mừng hai bạn, nắm tay nhau thật chặt, đừng buông ra nè. Cặp đôi ngày hôm nay rất vui đúng không quý vị? Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.